Xin chào mọi người. Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 4592 đến chương 4594. Bên trong vết nứt không gian, một bóng người được bao phủ bởi vầng sáng màu vàng. Tại nháy mắt thân ảnh này hiện ra, dường như cả phiến thiên địa này đều yên tĩnh. Cho dù là chim bay, thú chạy, để tại thời khắc này thân hình ngưng trệ. Vô số người sợ hãi nhìn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đó chẳng lẽ là thần tử Hoàng Tuyền sao? Là một trong số ít tồn tại được gọi là thần tử ở thiên thần giới. Chân dung của thần tử Hoàng Tuyền có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Thậm chí còn có những tác phẩm điêu khắc về hắn ở nhiều nơi được hắn bảo hộ. Mặc dù thân ảnh bên trong vết nứt không gian kia cùng chân dung và tượng điêu khắc có khác một chút, nhưng ở đây lại có mấy người là tầm thường đâu chứ? Đương nhiên chỉ cần liếc mắt để có thể nhận ra. Diệp Thiên đứng thẳng người, chậm rãi ngước mắt lên nhìn thẳng về phía thần tử Hoàng Tuyền. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, có thể khởi hành. Thần tử Hoàng Tuyền trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy, tùy tiện phất tay, chỉ thấy toàn bộ mây trên không trung cổ thành xoay vòng tròn, sau đó hạ xuống một thông đạo như thang trời. Diệp Thiên cũng theo đó cất bước đi tới, đứng tại bên trong thông đạo, cứ như vậy từng bước một hướng lên bầu trời lướt tới. Diệp Thiên nhân nhìn xem thân ảnh Diệp Thiên dần dần từng bước đi xa, Cố Như Ngọc trong lòng vừa sợ vừa hãi, luôn có một loại cảm giác sẽ không còn gặp được Diệp Thiên. Lúc này thốt lên một tiếng. Diệp Thiên đứng ở trên thang trời, cũng nhẹ nhàng quay đầu lại mỉm cười với nàng. Các người là hậu nhân của Cổ gia. Cổ gia có huy hoàng và phồn vinh, không thể chỉ dựa vào người ngoài. Cố gắng thông qua bản thân mình, dựa vào lực lượng chính mình, khiến Cổ gia được cường đại, đây mới là chuyện mà hậu nhân Cổ gia nên làm. Thủy tổ của các người nhất định sẽ tự hào về hai huynh muội các người. Thầy từng nói Diệp Thiên vừa dứt, thân hình anh cũng chìm vào bên trong vết nứt không gian, biến mất không còn tung tích. Trên bầu trời, vết nứt không gian dần dần khép lại, chỉ còn lại hai huynh muội Cổ gia ngơ ngác đứng tại chỗ. Ca ca. Cổ Như Ngọc nhìn về phía Cổ Lan Nhan, ánh mắt không ngừng run rẩy. Rõ ràng vừa mới gặp mặt, ngài ấy lại đi rồi. Huynh nói chúng ta có thể gặp lại ngài ấy hay không? Cổ Lan Nhan nghe vậy lập tức im lặng. Nhập địa vừa rồi của Diệp Thiên cho thấy sự việc lần này không bình thường. Lấy tu vi siêu cường của Diệp Thiên còn nói mình không chắc có thể hoàn thành. Rất hiển nhiên, việc Diệp Thiên cần phải làm đã nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Diệp Thiên có thể an toàn trở về hay không, anh ta thế nào dám đảm bảo với muội muội của mình được chứ? Chỉ có điều, sự kiên định trong mắt anh ta không chút nào thay đổi, nhẹ giọng thì thầm. Diệp Thiên nhân, người yên tâm, trong vòng 10 năm, nếu là người không trở về, tôi nhất định sẽ lập tức lên đường, tiến về địa cầu Hạ Vị Diện, làm tốt chuyện người giao phó. Đây là điều duy nhất tôi, Cổ Lâm Nhan, có thể làm được cho người. Diệp Thiên thuận theo thang trời bay lên, tại dưới lực lượng chỉ dẫn của thần tử Hoàng Tuyền, đi vào một tòa cung điện vô cùng to lớn giữa không trung. Nơi này có mây mù lượn lờ tứ phía, tựa như tiên cảnh, chính là thần điện Hoàng Tuyền, thuộc về thần tử Hoàng Tuyền. Thần tử Hoàng Tuyền đang ngồi xếp bằng tại phía trên một giường ngọc hàn băng. Hắn liếc mắt quét nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Không hổ là người thừa kế của anh hồn hỗn độn thần tử đương nhiệm. Không nghĩ tới người chỉ dùng thời gian một năm liền đem lực lượng hạch tinh ta đưa cho toàn bộ luyện hóa hoàn tất, tu vi đúng là đạt tới thập phương chú thể. Không thể không nói người thăng tiến cảnh giới đã vượt xa sự tưởng tượng của ta. Trong giọng nói của hắn lộ ra sự kinh hỉ vượt bậc. Diệp Thiên là sự trợ giúp duy nhất để hắn khiêu chiến với nguyên thần. Đối với hắn mà nói, Diệp Thiên mạnh lên một chút thì phần thắng của bọn họ đương nhiên cũng lớn hơn một chút. Sau đó, ánh mắt của hắn lần đầu tiên ngưng lại. Vấn hằng hỗn độn thể của ngươi đã tu thành hoàn mỹ, hơn nữa còn có
linh hồn hỗn độn nữa sao? Nói như vậy, bốn linh hồn đã hy sinh chính mình, triệt để tiêu tán trên thế gian. Hắn nhẹ giọng thì thầm, giống như đang nói với chính mình. Trong giọng nói mang theo một chút hoài niệm, một tia bi thương. Diệp Thiên ánh mắt hờ hững, thản nhiên nói, đây không phải là điều người luôn mong muốn hay sao? Thần tử Hoàng Tuyền nghe vậy cũng không phủ nhận, chỉ là có chút giật mình. Mặc dù hắn đã từng cổ suý ba người khác tiến hành vây giết cổ anh hồn, giữa hai người để xem như cừu địch, nhưng cũng được xem như tri kỷ. Giữa bọn họ với nhau hiểu rất rõ, trong hàng trăm vạn năm này vốn dĩ chỉ còn lại cổ anh hồn một người, cùng hắn có mối phận cùng thân phận ngang nhau, mà bây giờ ngay cả cổ anh hồn cũng mất đi. Trong những năm tháng mờ mịt vạn năm thăm thẳm, hắn chỉ cảm thấy sự cô độc trống vắng, có một loại cảm khái lạnh giá ở ngôi cao. Nhưng sự cảm khái này chỉ xảy ra trong một chớp mắt, tâm tình chập chờn trong mắt hắn lập tức bị đánh tan, ngược lại là một vẻ lạnh khóc coi thường thương sinh. Diệp Lăng Thiên, ngươi bây giờ đã đạt tới cảnh giới thập phương chúa tể, có thể nói đã chạm đến bích chướng của khóa lực lượng. Nhưng muốn giải khai khóa lực lượng không có trăm vạn năm khổ tu là tuyệt đối không làm được, cho nên lúc này đã được xem như là chiến lược đỉnh phong của ngươi. Mà ta còn có sự tiến bộ. Tại trước khi đi chiêu chiến với nguyên thần, ta còn cần bản nguyên hỗn độn chân lực của ngươi để tu thành ngũ khí triều nguyên. Chỉ có như vậy chúng ta mới thể có được 50% phần thắng. Đây là ước định giữa chúng ta, ngươi hẳn là còn nhớ à? Nhiệt tình nghe vậy, không còn có chút nào dây dưa dài dòng, lúc này đưa tay chỉ về phía giữa lông mày, sau đó một chùm sáng với hai màu đen trắng hồ tụ tại đầu ngón tay quan kích xạ về hướng thần tử Hoàng Tuyền. Đây chính là bản nguyên hỗn độn chân lực của anh. Có được bản nguyên này, liền có thể tu thành hỗn độn chân lực phẩm cấp tối cao thuần túy nhất. Mà bây giờ anh lại đem bản nguyên này chia sẻ để thần tử Hoàng Tuyền cũng có thể tu thành hỗn độn chân lực, từ đó ngũ khí hợp nhất. Dạng chia sẻ này cực kỳ nguy hiểm. Nếu là thần tử Hoàng Tuyền mượn lực lượng này tiến hành công kích bản nguyên hoặc là phong tỏa lực lượng, thì Diệp Thiên liền sẽ bị mất đi 50% lực lượng trở lên. Nhưng Diệp Thiên giờ phút này cũng không lo lắng về phương diện này. Anh biết thần tử Hoàng Tuyền cần mình sẽ không ra tay với mình trước khi chiêu chiến nguyên thần. Mà thần tử Hoàng Tuyền thật sự vô cùng nghiêm túc. Tại sau khi nhận được bản nguyên hỗn độn chân lực, hắn rất nhanh liền vận chuyển lực lượng tại trong cơ thể mình, hình thành một hạt giống theo hình thức ban đầu của hỗn độn chân lực. Sau đó hắn đem bản nguyên hỗn độn chân lực trả về cho Diệp Thiên, còn mình thì bước vào nhập định tu luyện. Diệp Thiên có thể cảm nhận được theo thời gian trôi qua, khí tức hỗn độn trong cơ thể thần tử Hoàng Tuyền bắt đầu càng phát ra nồng đậm, hiển nhiên là hạt giống hỗn độn chân lực kia đang nhanh chóng tăng tiến. Ngũ đại lực lượng cực hạn tương sinh tương khắc, ai cũng có sở trường riêng. Trong cơ thể thần tử Hoàng Tuyền đã có bốn cổ lực lượng khác, cho nên hắn vừa tu ra hỗn độn chân lực cũng không cần quá nhiều thời gian để tích lũy. Hắn chỉ dựa vào bốn loại lực lượng còn lại trong cơ thể của mình để có thể không bị hạn chế phỏng chế ra hỗn độn chân lực, từ đó đạt tới tình trạng cân bằng cùng tu vi của mình. Ước chừng một canh giờ trôi qua, thần tử Hoàng Tuyền vốn là nhắm mắt nhập định, bỗng nhiên mở mắt. Tại đỉnh đầu của hắn có năm tia sáng khuấy động, sau đó hóa thành một vân cái năm màu, đem toàn bộ thần điện Hoàng Tuyền chấn thành phế tích bay đầy trời. Sau đó vân cái năm màu dần dần dung hợp, ngưng tụ, hóa thành một đạo tường vân lộng lẫy, nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Khí tức của hắn cũng là so với trước đó càng mạnh mẽ và dâng trào hơn. Cho dù là lực lượng áp chế của thiên thần giới, giống như tại thời khắc này đã bị vạch phá, mở ra một vết nứt. Hắn từ bên trong hư không chậm rãi đứng dậy, trong mắt ngập tràn sự tự tin. Ngũ khí triều nguyên đã hoàn thành, hôm nay ta vô địch trên thế gian. Diệp Thiên ở một bên hai mắt trầm ngưng, anh biết thần tử Hoàng Tuyền đã thành công, thời điểm quyết chiến cũng đã đến. Không biết là khuya này là Ad cố gắng thêm được một tiếp hay không, nhưng mà không hứa.
tại vì còn phải dịch là trên bài để tiên nữa.